Ra đây. Đây là một cái trò chơi cực kỳ dơ nha mọi người nha. Kiểm tra trong đó có ADN của em á. Anh không uống ADN của em luôn. Nếu mà có thì anh không mời anh uống luôn. Anh Vũ đúng không? Cái liêm sỉ của một người đàn ông không được em ạ. Bởi vì có ADN của Ly ở trong đấy. Sao vậy? Anh không thích. Đấy, bắt bằng tay thì kiểu đất trong mỡ tay rồi. Đất trong mỡ tay rồi. Này, nhưng mà bây giờ quay lại chủ đề nhá. Ly vừa mới nói là đất ở trong móng tay. Rớt cái đó. Đất ở trong móng tay mà có ADN. Em là người đặc biệt, còn anh thì không biết được bây giờ như nào. Thế bây giờ như nào? Uống không? Uống hay không? Ủa? Uống đi, uống trước đi. Vừa uống chung. À, coi như là chặn là uống cái này vô xíu nữa chiến đạo không binh lên trả lời tới 10 câu rớt qua kia luôn. Anh phải quay nhớ cho em cái câu này nhá. Anh lấy luôn cái behind the scene này cho em, cái lúc mà Ly trả lời ngu hay là không biết trả lời ấy, là anh lấy lại cho em cái này. Trí não sẽ thông minh đúng không? Trí khôn của ta đây. Yeah. Ok, ở đây đâu phải nước cam. Cam Chester. Ly bắt đấy mọi người. Ly mắt đấy, anh che cái từ Twitter là được rồi, nhưng mà ly mắt nha, nhớ là câu ly mắt nha. Dơ heo ơi. Có hiểu tin không thì tin đâu. Khi mà lát tí nữa lên đó lỡ mà quay nóng quá thì cởi áo. Cởi áo được mà. À nhưng mà có thì xăm chắc không cởi được. Ok đi, nhưng mà em quay em coi xong rồi em tưởng cái này nó bị rộng lắm. Ừ đủ rộng thôi, có nghĩa là chúng quay thường thường sẽ là như này, bắt đầu người ta quay cận này, đây này, bé thấy khung này, ở đằng sau là đen nữa. Nếu mà mình nghĩ là xem trên TV thì cảm giác nó to rồi không? Ừ, đúng. Là bạn nào? Xin lỗi, cố gắng, sợ được cái chung kết. Của mình ấy, phải vào ban đầu là vào tứ kết đúng không? Thì vào tứ kết để bán kết. Tại sao mình không nói chung kết luôn? Mình để dành cho vòng sau rồi mình nói là mình vào chung kết. Bước một đúng rồi, từng bước đi. Ok. 3, 2, 1, Trung thực. Chính xác. Yeah. Cây gì sinh ra đã nghèo? Cây bần. Chính xác. Yeah. Wow. Slogan của bọn anh nè. Có mọi slogan nè. Không bao giờ thua. Còn lâu mới về cũng hay đấy. Đừng quan trọng họ sẽ trả giá gì câu đó. Tiếp theo vô trong trăm họ cũng sẽ thua thôi. Không bao giờ thua nha mọi người nha.